Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hòa bình. Sau bài học này, các con sẽ mở rộng hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm cánh chim hòa bình, viết sử dụng các từ đã học để viết một đoạn văn miêu tả về cảnh thanh bình của một miền quê hoặc là thành phố. Sau đây, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài nhé. Luyện từ và câu mở rộng vốn từ hòa bình. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập số 1 xem là hòa bình nghĩa là gì. Bài tập 1, dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình? A. Trạng thái bình thản. B. Trạng thái không có chiến tranh. C. Trạng thái hiền hòa, yên ả. Các con hãy suy nghĩ và trả lời cho cô nào. À, trạng thái bình thản nghĩa là gì? Và trạng thái hiền hòa, yên ả nghĩa là gì các con? Các con có thể sử dụng cuốn từ điển, sau đó là tìm hiểu nghĩa của những cái từ này giúp cô nhé. À, các con đã có kết quả của mình chưa? Đây, trạng thái bình thản có nghĩa là trạng thái tinh thần của con người, không biểu lộ cảm xúc. Còn trạng thái hiền hòa, yên ả là trạng thái của cảnh vật hoặc tính nết con người. Vậy, ở bài tập số 1, trạng thái không có chiến tranh, đó chính là nghĩa của từ hòa bình. Hay nghĩa của từ hòa bình đó chính là trạng thái không có chiến tranh. Chúng ta sẽ chọn đáp án B, đúng không nào? Vậy hòa bình có nghĩa là trạng thái không có chiến tranh. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu sang bài tập số 2. Bài tập 2. Những từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hòa bình? A. Bình yên. B. Yên lặng. C. Hiền hòa. D. Thanh bình. E. Bình thản. H. Thái bình. G. Thanh thản. Y. Yên tĩnh. À, bài tập số 2 yêu cầu các con làm gì? Bài tập số 2 yêu cầu các con tìm những từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hòa bình. Tìm từ đồng nghĩa với hòa bình, đúng không nào? Vậy thì ở bài tập số 2 này chúng ta muốn giải quyết được thì các con phải hiểu được nghĩa của những cái từ người ta đã cho sẵn, đúng không? Vậy thì bây giờ các con hãy dừng màn hình của cô lại, xong đó là hãy dùng cuốn từ điển và tìm hiểu nghĩa của những cái từ người ta cho sẵn. Xong đó các con hãy hoàn thành bài tập số 2 trong thời gian khoảng 5 phút và các con sẽ quay lại cùng nhau tìm từ cùng nghĩa với hòa bình với cô nhé. Các con cùng nhau giải nghĩa một số từ trong bài tập số 2 cùng cô nào. Bình yên có nghĩa là yên lành, không gặp điều gì rủi ro tai họa. Lặng yên có nghĩa là trạng thái yên và không có tiếng động. Hiền hòa nghĩa là hiền lành và ôn hòa. Thanh bình nghĩa là yên vui trong cảnh hòa bình. Bình thản là tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, không có điều gì áy náy lo nghĩ. Thái bình là yên ổn, không có chiến tranh, loạn lạc. Thanh thản là tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì lo lắng. Và yên tĩnh là trạng thái không có tiếng ồn, tiếng động, không bị xáo trộn. Vậy thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu được nghĩa của những cái từ này rồi, thì các con có tìm được nghĩa từ đồng nghĩa với hòa bình chưa nào? À, cô cùng các con sẽ sửa bài nhé. Những từ đồng nghĩa với hòa bình đó là từ bình yên, từ thanh bình và thái bình. Bao nhiêu bạn có cùng đáp án với cô nào? À, những bạn nào sai thì các con hãy xem lại và sửa lại bài giúp cô nhé. Ở bài tập số 2 thì chúng ta đã tìm được một số từ đồng nghĩa với hòa bình rồi. Vậy thì ở bài tập số 3,
sẽ yêu cầu chúng ta làm gì? Các con hãy cùng chuyển sang bài tập số 3 với cô nhé. Bài tập 3. Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết. Các con nắm được yêu cầu của bài tập số 3 chưa nào? Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta là em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết. Sau đây cô sẽ cho các con xem một số hình ảnh về một số phong cảnh ở quê, ở miền quê hoặc là ở thành phố nhé. Đây là một số hình ảnh ở miền quê này các con. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh cây đa này, rồi hình ảnh những cái bác nông dân đang thu hoạch lúa này, rồi những cái đàn trâu, đàn bò đang thung thăng gặm cỏ. Một cái bức tranh, những cái không khí rất là thanh bình, đúng không nào? Còn đây chính là hình ảnh về dòng sông, bến nước, con đò, rồi hình ảnh cây đa, cổng đình. Còn đây là những cái bức tranh ở thành phố, gồm những cái nhà, ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau, rồi những cái đèn điện, đường xá thì rất là rộng lớn này, rồi đèn điện. Rất là sáng đúng không nào? Vậy thì sau khi cô đã cung cấp cho các con một số hình ảnh rồi, các con dựa vào sự hiểu biết của mình và cùng với những cái hình ảnh mà cô mới vừa gửi cho các con thì các con hãy hoàn thành bài tập số 3 này trong thời gian là 5 phút. Cô đợi các con cùng nhau sửa bài nhé. Các con đã xong bài làm của mình chưa nào? Sau đây các con cùng tham khảo một cái đoạn văn của cô nhé. Bao giờ về quê nội chơi, em cũng cảm thấy thích thú vì ở đây phong cảnh thật êm ả và thanh bình. Buổi sáng, không gian bao la đầy hương lúa chín. Chiều đến, thong thả ngắm nhìn đàn cò bay lả trên cánh đồng lúa, dập dờn xanh ngát và dòng sông quê êm. Êm đềm hiền hòa uốn lượn quanh xóm làng. Nhưng vui nhất là được cùng lũ trẻ con trong làng đi chăn trâu, thả diều trên những đồi cỏ hoặc ven những đầm sen. Quê hương em thanh bình, người dân quê em hiền lành, đáng yêu. Em yêu sao cảnh thanh bình ở nơi đây. Các con, cô cũng rất muốn được nhìn thấy những cái bài viết của các con. Các con hãy chụp lại những cái đoạn văn của mình, sau đó gửi bài cho cô, để biết, cho các bạn biết thêm về nhiều cái bài, nhiều cái đoạn văn hay hơn nữa nhé. Vậy thì em có suy nghĩ gì khi mình được sống trong cảnh hòa bình, không có chiến tranh nào? Bạn nào có thể trả lời giúp cô? Chúng ta cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc và tự hào nữa đúng không nào? Vì chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình này, và để có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay thì có biết bao nhiêu thế hệ ông cha đã hy sinh để giữ gìn cái nền độc lập cho đất nước chúng ta. Mỗi chúng ta cần phải không ngừng học tập để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn nhé. Các con, cô hy vọng các con sẽ cố gắng phấn đấu học tập để noi gương theo các thế hệ cha anh. Và bài tập số 3 này cũng đã khép lại tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và các con nhớ hoàn thành đầy đủ bài tập nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con.